Máy ép chậm Tefal ZC420, mẫu mới năm nay. Bạn này thì tích hợp luôn cả lưới ép tinh, lưới ép tinh và cả cối làm kem. Đây ạ. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp, tháo lắp cái máy ép chậm Tefal này nhé. Để làm nước ép, bước đầu tiên bạn lắp cái khoang ép vào, cái khoang chứa nước ép vào. Tất cả đều có các cái gơ, các cái khớp để khớp với nhau. Đây ạ. Bước đầu tiên. Tiếp theo các bạn lắp đến bộ phận này. Bạn cứ đặt vào thôi. Tiếp theo, với lưới ép tinh. Với lưới ép tinh, các bạn lắp và xoay. Đây các bạn lưu ý này, ở trên này nó sẽ có một cái gờ. Các bạn lắp vào đúng cái khớp này cho mình. Lắp vào đúng cái khớp này cho mình. Đây các bạn có thấy hai cái gờ nó giống nhau không ạ? Các bạn lắp vào nhé. Lắp lưới ép vào cái chữ Titan này này, nó sẽ thẳng với cả cái mũi tên ở trên phần thân máy. Chữ Titan ở cái lưới ép sẽ thẳng với cả mũi tên ở thân máy. Tiếp theo là đến cái cối ép, bạn để vào và nhấn xuống, xoay và nhấn xuống như thế này ạ. Với cối ép chỉ cần xoay và nhấn xuống thôi. Tiếp theo là nắp trục. Trên phần nắp trục các bạn lưu ý sẽ có một cái lưỡi và sẽ có một cái mũi tên chỉ dẫn như thế này. Các bạn đặt, đây, các bạn đặt mũi tên ở phần viền của máy ép. Đây ạ. Sau đấy xoay, xoay để hai mũi tên đối khớp với nhau như thế này là đã hoàn thành xong bước lắp để thực hiện để ép nước ạ. Còn với cối làm kem, bây giờ mình lại mở ra nhé. Khi mà mình ép xong ấy thì thường sẽ có thịt hoặc là một ít bã hoa quả ở trong này, thì lúc đấy các bạn lật ngược cái máy, cái củ ép lên, xong dùng ngón tay cái đẩy đẩy nhẹ là nó sẽ ra. Đây là cách tháo cái lưới ép. Còn với lưới làm kem, lưới làm kem cũng tương tự, ở trên này có hai cái gờ, hai cái khắc, bạn để nó trùng với cả hai cái gờ ở trên thân máy. Đây. Sau khi đã lắp cái cối làm kem xong, các bạn lắp cái cối, cái trục ép này lại lắp vào. Với cối làm kem chỉ cần thao tác hai bước này. Bước cuối cùng tương tự. Để ra ngoài. Đây, xoay. Vậy là chúng mình đã hoàn thành cách tháo lắp cối ép nước và cối làm kem của máy ép chậm Tefal. Đây là bảng điều khiển của máy ép chậm Tefal. Nó sẽ có các ký hiệu để ép loại hoa quả này. Đây là làm kem này, làm mứt này. Bên này là ép rau củ này, ép hoa quả này, làm kem, làm mứt.
Đây là nút đảo chiều. Nút đảo chiều là trong trường hợp các bạn nhỡ tay cho hơi nhiều hoặc là hơi đầy hoa quả, rau củ vào, thì các bạn có thể nhấn nút này để nó đảo chiều lên, xong rồi mình lại tiếp tục ép. Và cái này là nút tự động vệ sinh. Thì với tự động vệ sinh thì sau khi đã hoàn thành cái chu trình ép của mình, thì các bạn có thể đổ một ít nước vào và nhấn cái chế độ này để nó có thể tự động vệ sinh. Đổ một ít nước qua cái ống mẹ, nó sẽ tự động vệ sinh. Lưu ý là ép với hai cái chế độ ban đầu thì mình sẽ dùng cái cối ép nhá. Còn hai chế độ phía sau làm kem và mứt thì mình sẽ dùng cái cối này ạ. Máy gọn, chạy êm, dễ dàng tháo lắp, dễ vệ sinh. Rất là thích luôn.